mấy cái thằng ba que mà nó đang ở trên Không, thượng không đài. anh ạ, anh ạ, bây giờ là cái mình không phải thuyết phục chúng nó, nhưng mình qua đây mình nói chúng nó để cho những nhân dân mình hiểu, và cho những cái kiều bào hiện nay mình đang sống ở nước ngoài, người ta Đúng rồi. chưa có cái hiểu biết về cái sự phát triển của đất nước Việt Nam, người ta hiểu đấy là ý tưởng của em xuyên suốt trong một cái chương trình của em, nó là như vậy. Chứ còn bây giờ mình Đúng, để mình tôi cũng đồng khai thông ý cái với đầu bà Nguyễn như vậy. não, khai thông cái đầu não của Tôi chúng nó cũng không bao giờ được. rất đồng tình với bà Nguyễn như vậy. Bởi vì ở đây là chúng ta nói thì nó phải có sách, mách thì nó phải có chứng. Tức là chúng ta phải làm sao mà khi mà nói lên thì nó phải có cái tính thuyết phục Đúng để rồi. cho những cái người mà còn thiếu những cái thông tin về Việt Nam hoặc là thiếu hiểu biết về chính trị hoặc là về kinh tế văn hóa ở Việt Nam để họ hiểu được. Thì qua những cái chương trình trước thì mình cũng đã đưa được những cái bằng chứng và những cái bài nói chuyện mà đấy là những cái bài mà của những cái người mà người ta đứng ở cái vị trí quan sát. Đấy, người ta đứng ở cái vị Rồi, trí quan xin chào các sát, bạn. người ta đã đánh giá một cách rất là khách quan về cái vấn đề coi như là những người đang sống ở trên đất Mỹ và nhất là những cái người những cái bọn mà gọi là chúng ta có hiện nay đang gọi là chống cộng cực đoan thì để cho họ phân tích một cách rất là rõ ràng và đương nhiên là họ lấy những cái tư liệu đó từ những cái tờ báo hoặc là những cái thống kê của các trường đại học ở Mỹ và của các nước phương Tây. Đấy là những cái đánh giá mà rất là khách quan. Thế thì hôm nay thì cũng mình cũng lại muốn 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 đưa ra một cái bài để cho mọi người thấy và mình sẽ phân tích cái bài này. Và cái bài này thì của những cái chính phủ gọi là hiện nay đang lưu vong tự xưng ở bên Mỹ đó mà họ viết để họ Mỹ. Thứ nhất là họ 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 nhồi sọ những cái người người Việt mà ở đang ở nước ngoài mà người người ta thiếu thông tin cộng với họ thậm chí là họ Mỹ với những cái người mà hiện nay đang ở trong nước Việt Nam ta coi như là có một cái giấc mơ Mỹ, giấc mơ đến một cái xứ sở thiên đường. À, thì ở đây là chúng ta nói chuyện là đích thực là chúng ta giải độc chính trị chứ không phải là ấy thì đây là mình đưa ra dẫn chứng. Đây là dẫn chứng. Các bạn có biết cái hình ảnh của cái người này không? Cựu binh Mỹ, Không. nói chung nhìn mờ mờ. Đây là mình giới thiệu luôn. Đây là Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Chính phủ Việt Nam lưu vong đã bị bắt sau uyên nguyễn 2 ngày tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đúng rồi, Đây bắt là ở hình quận Phú ảnh. Nhuận. Không, bắt ở À đúng rồi, bắt ở quận quận Phú Phú Nhuận. Nhuận. Vâng, Thành phố Hồ Đấy Chí thì Minh. mình hôm nay mình muốn đề cập đến cái Chính phủ Việt Nam lưu vong này và qua những cái bài viết thì mình cũng đã đọc được một số bài viết thì mình thấy nổi lên có một cái bài viết này mình thấy rất là hoang tưởng. Đó. Đây là cái bài viết của họ và nó có cái logo của Chính phủ Việt Nam lưu vong Lâm thời, thì mình có ở thể đâu phóng ra to để cho các bạn cái chính phủ đấy các là bạn nào. của tên Đào Minh Quân. Nó không phải là của Đào Minh Quân mà nó là một cái nhánh chính, nó là À, một thằng nhánh Triều Đại Việt đó, nó chính là à, thằng Triều Đại Việt. Mình có thấy cái logo của nó để các bạn nhìn thấy rất rõ ràng nha. Vậy thì mình có thể đọc cái bài này và để mình có thể 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 thấy để cho mọi người thấy là chúng nó vô cùng là hoang tưởng. Đấy. Cái tiêu đề của bài này là Chính phủ Việt Nam Cộng hòa lưu vong và tiêu đề là một trận đụng độ cỡ trung sẽ xảy ra giữa Mỹ và tàu. Giữa Mỹ và mẹ. tàu. Thì hiện nay trên thế giới thì chúng ta biết rằng là ngoài cái Mẹ. cường quốc Mỹ và Nga thì có một nước nữa là nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mà cái bọn chống cộng cực đoan hiện nay ở nước ngoài thì
thường 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 nói là đấy là bọn tàu. Đó. Tàu còn mình có thể là đi và mình đi vào cái mình nghe họ viết như thế này, mình nghe rất là buồn cười, rất anh là nực cười luôn. Anh đọc luôn. Mình đọc lên để cho mọi người biết. Tàu sẽ thua, đồng ý bồi thường chiến phí và đồng ý tái nhóm hòa đàm Paris. Đấy. Các bạn chú ý cái câu này nhé. Đồng ý tái nhóm hòa đàm Paris để phục hoạt Việt Nam Cộng Hòa. Các bạn thấy nó có vô cùng nó phục hồi lại, đúng rồi, phục hồi lại Việt Nam Cộng Hòa. Phục hồi lại Việt Nam Cộng Hòa. Ừ. Nhưng mà là với điều kiện là như họ nói là tàu sẽ thua và đồng ý bồi thường chiến phí và đồng ý tái nhóm hòa đàm Paris để phục hoạt Việt Nam Cộng Hòa. Vậy thì bây giờ mình cứ để cho mọi người cái lần tôi thằng Tommy Chan ở đây mình ngồi nghe những cái ấy quả cái thằng bộ cái chính chủ phủ Việt Nam Cộng Hòa thì Tony Trần ngồi đây mà nghe này. Nghe cái bài của những cái lũ hoang tưởng chúng mày. Có tiền, ví dụ mấy chục tỷ đô la. Bây giờ muốn nói này. Mình nói này. Cái hội nghị Paris về vấn đề chiến tranh Việt Nam. Cái này nó chả dính dáng gì đến Trung Quốc cả. Đúng không các bạn thấy đúng không? Mà trong hội đàm Paris chỉ có Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cộng Hòa tức là chính phủ miền Bắc. Cộng Hòa là chính phủ miền Bắc. Chính phủ mặt trận. Đúng rồi. Chính phủ mặt trận dân tộc. Chính phủ Việt Nam và chính phủ Hoa Kỳ là 3. Và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Việt Nam Cộng Hòa là 4. Đấy. Chế độ Việt Nam Cộng Hòa là 4. Vậy thì muốn bên Trung Quốc tàu nó chả ảnh hưởng gì, nó chả mắc mớ gì đến cái hội nghị Paris cả về Việt Nam cả, mà coi như nó lại phải coi như là đồng ý bồi thường chiến phí và đồng ý tái nhóm hòa đàm Paris để phục hoạt Việt Nam Cộng Hòa, thì các bạn thấy có vô lý không? Cái câu đầu nghe đã vô lý rồi, vô cùng là vô lý và xảo trá rồi. Bởi vì cái hội nghị Paris về vấn đề chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mỹ ở Việt Nam và cái bọn tay sai bán nước Việt Nam Cộng Hòa thì nó chỉ có bốn thành phần là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và coi như là Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam, Hoa Kỳ và coi như là Việt Nam Cộng Hòa. Vậy mà nó lại bảo là Trung Cộng đồng ý bồi thường chiến phí và đồng ý tái nhóm hòa đàm Paris, thì cái đấy là điều không tưởng. Chúng nó không gọi là Paris mà chúng gọi là Ba Lê. Thì Paris ở đây là nó viết là Paris, nhưng mà mình thấy cái điều này là điều rất là hoang tưởng luôn đấy. Và mình đọc tiếp nha. Chế độ cộng sản tàu Việt này sẽ cáo chung, Mỹ sẽ giúp đưa Việt Nam Cộng Hòa trở về qua thủ tục tái hội đàm Paris để lấy lại Hoàng Sa và Trường Sa. cái này thì càng hoang đường hơn. Hiệp định Paris thì có 4 bên ký kết vừa nãy tôi đã nói rồi, gồm có Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, coi như là mặt trận chính phủ, mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa là 4 bên. Vâng. Đấy, thế bây giờ mình lại muốn nói đến cái vấn đề này, thì trong cái này nó có một cái là tái hội đàm Paris để lấy lại Hoàng Sa và Trường Sa. Mình thấy hai cái vấn đề này, cái Trường Sa là không nói nhá, còn cái Hoàng Sa thì chúng ta thừa biết rồi. Chúng ta thừa biết năm 1974 chính Tổng thống Nixon đã sang coi như là Trung Quốc và bán đứt cái Hoàng Sa cho coi của Việt Nam Cộng Hòa cho bán hết đấy. Cái lúc này là bán hết đấy. Vâng. Còn năm 1956 thì lúc là bán hết. Đã chiếm được cái thời mà từ cái thời mà hội nghị Paris đó là chính Tổng thống Nixon đã bán đứt cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa rồi. Đó. Mình phải khẳng định như vậy, bởi vì khi mà tất cả những cái vấn đề về kinh tế,
quân sự của cái bọn Việt Nam Cộng Hòa này là do người Mỹ chút tiền của vào, đúng không? Và người ta đã rút quân ra khỏi coi như miền Nam Việt Nam, thì người ta sẽ cắt giảm viện trợ, cắt giảm chi tiêu, cắt giảm kinh phí, thì rõ ràng là đã bán đứng cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa rồi. Mà bây giờ người ta lại còn muốn đưa Việt Nam Cộng Hòa trở lại, thì mình thấy thật là hoang đường. Bởi vì theo quan điểm của mình thì người Mỹ đã mất rất nhiều quân, 58.000 đúng, binh sĩ Mỹ chết, mất rất nhiều quân trên chiến trường Việt Nam. Mà mỗi một quân nhân Mỹ thì không phải, chúng ta ở Việt Nam chúng ta có cảm giác như vậy thôi, nhưng mà thực ra mà nói, tất cả những người ở hải ngoại, ai người ta cũng hiểu rằng quân nhân Mỹ đấy là con người, mà nhất là những cái người gốc Mỹ. Cái thằng Hùng Phạm cho mày ngu thế. Hiện nay những cái bia cái ở thủ đô Washington DC đấy, còn danh sách 58.000 lính Mỹ chết ở Việt Nam, còn bia đấy ra mà đọc, cái thằng ngu à, hay là mày không biết đọc? Và cái mạng của người Mỹ ấy rất là quý giá đối với đất nước Mỹ. Và những cái người mà sang Việt Nam để tham gia vào cái cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam thì phải nói rằng đều là những cái lớp thanh niên, những cái người mà rất là giỏi đấy, để mà phải đi tham chiến những cái đó, mà khi mà họ bị chết, tức là đất nước Mỹ đã coi như bị mất một cái nguồn tài nguyên về trí tuệ đấy, mà phục vụ cho một cái chế độ không đâu vào đâu, tức là một cái chế độ ăn hại đái nát Việt Nam Cộng Hòa đó, thì quả thật là họ sẽ thấy rằng là cái vấn đề này là vô nghĩa, và không phải ai khác, chính những cái cuộc biểu tình của chính người dân Mỹ ủng hộ. Phúc Trần, bạn xem đi, Hiệp định Paris là bốn bên nhé, thì bạn xem đi, không biết bạn đọc 100 lần kiểu gì, nhưng mà Hiệp định Paris là có bốn bên đấy, thì bạn này sẽ xem lại rồi, xin mời. Vâng, đúng rồi, bạn Phúc Trần cứ xem lại đi, lời tôi nói là đúng, là bởi vì ở đó chỉ có bốn bên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện nay, và Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng miền Nam Việt Nam, và coi như là Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa, thế thôi. Không, cái thì... hồi đấy mình gọi là Cộng Hòa miền Nam Việt Nam. Ừ, thì cứ đấy. Cứ đấy. Thì đấy, đấy. Thì mình gọi tên là chính xác là Cộng Hòa miền Nam Việt Nam. Không, ở đó thì mình gọi là bọn Ba Que. Mình gọi là bọn Ba Que, nhưng mà thì cái vấn đề này, Trung Quốc người ta chả dính dáng gì đến cái hội đàm Paris này cả, hoặc là cái hội nghị Paris để chấm dứt chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam cả, mà người ta phải bồi hoàn chiến phí, hoặc là người ta phải cái gì cả để mà không, mà cái bọn chống cộng cực đoan ở hải ngoại bây giờ nó rất là hoang đường. Ý tôi muốn nói là chúng nó rất cực kỳ là hoang đường, vô cùng hoang đường luôn. Không nhiên tự nhiên mà người ta lại phải bỏ tiền ra, người ta phải bỏ tiền, mà trong đó thì cái chiến phí của Việt Nam Cộng Hòa, mà không phải ai khác, chính coi như là Việt Nam là người thật, đã phải gánh vác cái nợ nần của cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa cho Mỹ. Chính nhà nước ta nó phải các bạn thấy không? Thế cho nên là cái bọn này nó rất là hoang được đó. Và cuối cùng thì bây giờ để mà nói là lấy lại Hoàng Sa thì Mỹ đã bán đất rồi, 574 là bán đất luôn, thì làm sao? Cho nên là ý tôi muốn nói là cái bọn này nó hoang tưởng mà không thể hiểu nổi luôn đấy. Thế thì Mỹ sẽ đưa Việt Nam Cộng Hòa trở lại qua xa và trường xa, ta mình thấy là hoang đường nhá. Việt Nam Cộng Hòa là đệ tử ruột của Mỹ,
đấy, các bạn có thấy cái tư duy cái tư duy coi như là làm nô lệ không? Mà đệ tử ruột đúng là tư duy nô lệ, đệ tử ruột mà coi như là mà chúng Mỹ nói là bỏ chúng mày, chúng mày là một cái cái chính quyền coi như là ngu si đần độn, tham ô tham nhũng, cái bọn Mỹ nó có chán chúng mày rồi chưa? Thì chúng nó bỏ rơi chúng mày thôi chứ đệ tử cái gì. Đúng rồi, của Mỹ có vai trò trông chừng tham vọng đế quốc của tàu. Cái câu này, câu này mình nghe hơi buồn cười. Bây giờ chúng ta phải nói thẳng ra mà nói này này, đất nước Trung Hoa, hoặc là nói là tàu, bây giờ chúng ta gọi là tàu cũng được, phải nói thẳng ra, không bao giờ người ta chấp nhận cho Mỹ dựng lên cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa để tiếp tục thọc một cái, đúng không? Tôi nói, vâng, tôi nói với bạn Thái này, cái chính phủ, chính quyền Ngụy Sài Gòn ấy, là chính quyền Ngụy, là tay sai cho Mỹ, cho nên Mỹ nó bảo gì thì phải nghe theo. Bây giờ đầu tiên thì các ông cũng định là không tham gia ký cái hiệp định Paris, cho nên là Mỹ chỉ hắt hơi cái coi như là bọn chính quyền Ngụy Sài Gòn nó phải ấy tham cũng phải ký ngay, đúng không? Cho nên đấy vậy, là cái vậy thì mình sẽ phân tích xong rồi bằng nói tiếp. Mình thấy rằng là cái vấn đề, nếu như mình cứ lấy ví dụ đi, nếu như mà Mỹ mà ủng hộ cái gọi là đệ tử ruột đệ tử ruột đệ quốc, người ta sẽ lại phải tiếp tục coi như ủng hộ coi như là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, coi như là để chống lại cái chế độ này. Và đương nhiên là đất nước ta này sẽ tiếp tục xảy ra chiến tranh, đúng không? Thì cái bọn này nó cũng chả để làm cái gì cả, đúng không? Cuối cùng, kết quả cuối cùng của chúng vẫn cứ là trở thành cái bọn tay sai. Đấy, vẫn là một cái mà trong khi đó thì nói thẳng ra mà nói, chúng ta thử biết rồi, tôi cũng đã đọc được một cái bài như này rất là hay. Dưới cái thời mà bọn Việt Nam Cộng Hòa nó còn tồn tại ấy, thì một con chó mà do người Mỹ nuôi ở trong các doanh trại, tiêu chuẩn khẩu phần ăn của nó là $1.2 một ngày, trong khi đó một tên lính Ngụy ăn có $0.85 một ngày thôi, tức là chưa được $1 đó. Thì mình thấy rằng là cái chế độ tay sai mà nó còn không coi ra cái gì, nó không coi ra cái gì, nó coi không bằng con chó, đúng không các bạn? Các bạn so sánh cái mức ăn thì đã được coi như là không phải ai khác, chính ở trong cái sách của tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, là một người đã từng phục vụ trong coi như chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Đấy là ông ấy làm tổng trưởng kinh tế, đúng rồi, tổng trưởng kinh tế của chính quyền. Và ông ấy đã biết là một con chó được ăn $1.2 một ngày, còn một cái người mà phục vụ ở trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa, kể cả binh lính, chỉ đúng ăn rồi, Phúc Trần, đúng rồi, $1 một ngày, đúng không? Cái bài này, bởi vì chính vì cái ông đó, ông ấy rất là bức xúc về cái vấn đề này, cho nên là ông ấy phải viết ra như vậy. Đấy, thế thì thử hỏi rằng liệu, mà mình nói thêm nữa là cái chiến tranh Việt Nam, Mỹ đã đổ rất nhiều tiền của vào, rồi cuối cùng cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa nó vẫn cứ bị sụp đổ, vẫn cứ bị đánh cho đu càng tụt quần, đúng không? Vậy thì chúng ta có thể khẳng định một điều rằng, liệu Mỹ có nên đưa một cái đệ tử ruột quay trở lại coi như Việt Nam hay không, đúng không? Nếu như là ai thì tôi không biết, nhưng mà là tôi mà làm tổng thống Mỹ là không bao giờ có thể đưa một cái chế độ coi như tay sai bán nước, coi như ăn hại đai nát, rồi cuối cùng
coi như là rời 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 vũ bu Mỹ ra cái là coi như là sụp đổ. Đấy là quan điểm của chắc tôi nghĩ là quan điểm của người của chúng ta cũng vậy thôi, người ta cũng vậy mà người Tây cũng vậy. Khi mà thuê một thằng coi như là anh ơi, nói chung là cái bọn này ấy, nó là cái bọn hoang tưởng anh ạ. Bây giờ không biết nó ngồi bắt đầu nó nghĩ ra được những cái gì rồi nó làm nó ấy như thế. Bây giờ coi như nó thôi, nhiều khi anh em mình cũng thông cảm để cho nó nhớ về cái thời xa xăm một tí, sống trong cái sự hoang tưởng một tí anh ạ, trước khi người ta rời cõi đời này. Vâng thì thôi, mình anh em mình cũng thông cảm. Không, thì, nhưng mà ở đây là mình cũng phải nêu lên, cũng phải đọc lên, cũng phải nói lên để cho những cái người ta vẫn còn chưa hiểu, chưa biết, để người ta thấy được những cái sự giả dối, những cái sự dối trá bẩn thỉu, những cái hoang đường hoang tưởng đó, đúng không? Chúng ta phải nêu lên. Và cái bài này thì rất dài, nhưng mà có những cái phần mà bây giờ tôi mà đọc thì phân tích có thể là cũng cả một cái clip nữa của bằng cũng không hết được. Thế và họ nó nói như này này: đa số dân miền Bắc sẽ di cư vào Nam, tàu sẽ cho vài chục triệu dân tàu và quan quân xuống Bắc Việt, cộng sản Việt Nam sẽ ra gì à? Trời ơi, mọi người thừa biết, tôi nói để mọi người thừa biết này, nhân dân Việt Nam có một lòng yêu nước nồng nàn và đúc kết qua 4.000 năm lịch sử, thì mỗi khi đất nước có ngoại xâm thì lòng yêu nước của người Việt Nam sẽ trỗi dậy. Và đương nhiên kể cả cái bọn Việt Nam Cộng Hòa mà đế quốc Mỹ lại nhảy tiếp vào miền Nam lần nữa thì dứt khoát Việt Nam cũng sẽ đánh cho đu càng tụt quần, kể cả là loại cỡ gì. Chúng ta đã đánh thắng đế quốc Nhật 29 tỷ, mỗi năm 2 tỷ, 20 năm cứ khoảng gần 40 tỷ. Gần 40 tỷ đúng. Là Trung Quốc xâm lược năm 1979. Ngoài ra chúng ta còn giúp nước bạn Campuchia giải phóng đất nước khỏi cái họa diệt chủng. Người Việt Nam không sợ bất kỳ một cái thế lực nào, đúng không? Không sợ một kẻ thù nào. Thế mà chúng nó lại còn mơ về Việt Nam để mà dựng cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Mình thấy hoang tưởng quá, quá là hoang tưởng. À, bằng xem còn thời gian bao nhiêu? 5 phút nữa. À, vâng, thì cái bài này rất dài và mình khi mình phân tích ra sẽ rất là nhiều. Như hôm nay thì mình cũng muốn là đọc lên một phần đầu thôi. Còn tiếp tục, cái chính phủ Việt Nam Cộng Hòa Lưu Vong này nó có rất nhiều bài rất là hoang tưởng. Rất là hoang tưởng luôn. Thì mình chỉ lấy đây là một cái dẫn chứng. Thì theo quan điểm của mình thì cái chính phủ này nó cũng không khác gì cái thằng Đào Minh Quân, nó cũng không khác gì cái thằng Phan Kỳ Nhông, nó không khác gì thằng Trần Dần, và nó không khác gì cái bọn Tân Thái, Benny Trương, Rô Xe Đào, rồi những cái bọn cứ ra giả cộng với cả bọn chống cả cái bọn dân chủ quậy trong nước này. Tôi sẽ có rất nhiều bài để nói chuyện về cái sự hoang tưởng của những cái kẻ đó. Và ở đây tôi sẽ mượn diễn đàn của bạn Bằng Nguyễn để tuyên truyền. Mỗi ngày tôi sẽ sử dụng một phần bài để chúng ta. Tôi là người ủng hộ DBQ. DBQ sẽ thực là một cái diễn đàn để tuyên truyền. Dạ. Để cho mọi người thấy rằng DBQ thực sự là một diễn đàn. Để cho những người Việt Nam yêu nước chân chính ở nước ngoài ủng hộ DBQ. Dạ vâng, rất cảm ơn anh. Thì nói chung là... Giống như cái kết quả của DBQ đã đạt được trong thời gian vừa qua. Quan điểm của tôi là như vậy. Tôi sẽ
sẽ đồng tình ủng hộ, và tôi sẽ là người mỗi lần livestream của bằng Nguyễn tôi sẽ có một cái bài để phản biện về những cái mà hoang tưởng của bọn chống cộng cực đoan, hoang tưởng của cái bọn dân chủ quậy ở trong nước. Chúng ta không cần phải nói rông dài ở đâu cả, chúng ta rất nhiều bài ở trên. Thực tế là em nói anh này, bây giờ coi như là từ thời gian chúng nó tổ chức cái cuộc biểu tình từ ngày 10-16 đến nay thì đến nay ấy, nói chung cái tình hình nó cũng rất là yên ổn rồi. Bọn bên kia thì chúng nó cứ chuyên truyền linh tinh thôi, nhưng mà thực tế những người dân ở trong nước người ta không nghe. Nhưng mà em nói anh nhá, hiện nay những cái đề tài của cái bọn tức là chống cộng cực đoan ở bên kia, chúng nó còn rất nhiều những trò khác nhau, cho nên mình cứ nắm bắt được những cái mà chúng nó tuyên truyền xuyên tạc về cái đất nước Việt Nam mình thì là mình lại phản biện quả chúng nó. Đúng rồi. Đúng không? Mình sẽ chịu khó đọc đáp, tìm ra được nhiều cái vấn đề mới để chúng ta cùng nhau phản biện, và phản biện bằng thực tế. Vâng. Phản biện bằng những cái hình ảnh, những cái bài viết của những cái bọn Đào Minh Quân, rồi những cái bọn ở hải ngoại, rồi những cái bài của bọn Uyên Thùy, rồi hiện nay vẫn còn đang ở Việt Nam, rồi cái bọn Nó U ở Việt Nam. Chúng ta sẽ phản biện những cái đó và để cho nó sát với cái thực tế. Đúng rồi. Tuy là có khả năng ví dụ là sắp tới ấy, mình sẽ lấy một mình lấy một số cái clip ấy của bọn NU ở ngoài Bắc ấy, và thì là mình lấy cái clip của nó mình đứng lên mình phản biện ngay trực tiếp những cái clip đấy của bọn dân chủ quậy trong nước. Những cái phong trào biểu tình thì hiện giờ nó tạm lắng, nhưng mà những cái âm mưu còn nhiều, vẫn chưa hết, vẫn còn, và thậm chí là cứ hàng ngày chúng nó vẫn cứ viết bài đây mà. Cái bài này là bài mới nhất. Dạ. Cái bài này là bài mới nhất. Với này anh nghe Vinh Đỗ và tất cả các bạn này, ví dụ là cái bài này là sắp được tới có được những viết vào ngày 30 tháng 9 lúc 16:06, tôi có thể lấy dẫn chứng cho các bạn đây là bằng thật. Không thì tất nhiên em nói thì không, thì những bài này đó. Nói chung hàng ngày chúng nó ra những cái bài khác nhau. Chứ ví dụ đài LFI, LFA, VOA, tiếng Việt chúng nó giả cả ngày. Cho nên em nói thật anh, bây giờ ví dụ những đề tài để phản biện nó rất là nhiều. Những đài đấy nó phát từng ngày mà toàn xuyên tạc không thôi. Ví dụ mình có khả năng lấy những cái bài ấy của chúng nó mình phản biện, và nó diễn ra hàng ngày luôn. Chứ không phải ngay tại thời điểm bây giờ, có khi cũng có những cái bài chúng nó phát luôn. Vâng, rất nhiều đài chúng nó ra giả cả ngày mà. Thì thôi bây giờ chương trình nó cũng gần hết rồi anh Vinh. Có khi là mình kết thúc chương trình ở đây. Dạ. Đúng rồi. Mình cũng muốn nói với một cái thằng gọi là thằng Nguyễn Việt là đều ở đây này, thì mình nói chúng ở những cái diễn đàn này không cần tuyên truyền cho cái loại đầu trâu ốc mình cũng không muốn nói thêm cái ốc heo chứ còn gì. Rất nhiều người, bởi vì là những cái người ở hải ngoại là tới cả mấy triệu người cơ, chứ còn một vài cái thành phần óc heo thì chúng cũng không cần thiết để tuyên truyền. Nói rằng mà lên đây là người ta đã lộ mặt rồi, đấy, thằng Hùng Phạm rồi, thằng Nguyễn Việt này, rồi mấy cái thằng coi như lên đây lộ mặt rồi, bản chất như nào mấy tháng nay ai mà chẳng nhìn thấy, cho nên không cần phải nói đấy. Thôi thì mình cũng chỉ muốn có ý kiến thế thôi. Vâng. Đấy, đọc rồi. Đoạn để cho mọi rất người thấy vấn đề thôi. Vâng, tôi thì, rất xin cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe, và xin chào mọi người. Vâng.